Chu Giang Nghê, mỹ nhân đẹp nhất Diên Hy công lược bị mẹ chồng ghẻ lạnh, Tần Lam ghét bỏ. Chu Giang Nghê được truyền thông yêu ái phong danh hiệu mỹ nhân đẹp nhất Diên Hy công lược vì nhan sắc xinh đẹp, thần thái ngút ngàn lấn lướt nữ chính Ngô Cẩn Ngôn hay thậm chí cả tường thành nhan sắc Tần Lam. Đời tư của Chu Giang Nghê cũng được netizen ngưỡng mộ khi cô nàng có mối tình lãng mạn với chồng là thiếu gia Mã Siêu, bạn thân của thiếu gia nước tiếng Cbiz Vương Tư Thông. Cặp đôi giờ đã có hai trai kháu khỉnh và đáng yêu. Được biết, ông xã Chu Giang Nghê vừa gặp đã yêu cô từ cái nhìn đầu tiên. Thế nên, anh đã quyết tâm theo đuổi bằng được Chu Giang Nghê và phải cầu hôn đến lần thứ ba thì mới nhận được cái gật đầu đồng ý của cô nàng. Sau khi kết hôn, Mã Siêu không những không ngăn cản vợ quay lại đóng phim, mà anh còn luôn kè kè bên vợ để xách đồ, đưa đón, làm trợ lý và thậm chí là đi cùng tham dự fashion show, chụp tạp chí, đóng cameo trong phim của vợ và tham gia chương trình thực tế. Vậy nhưng, trong một bài phỏng vấn, Chu Giang Nghê đã khiến công chúng phải bất ngờ với góc khuất của cuộc hôn nhân này. Cụ thể, mặc dù đã đăng ký kết hôn với ông xã Mã Siêu từ 4 năm trước, nhưng cả hai vẫn chưa tổ chức đám cưới. Cho tới tận bây giờ, Chu Giang Nghê vẫn gọi mẹ của Mã Siêu là bác. Nguyên nhân là bởi bà vẫn chưa được uống tách trà con dâu dâng. Một nghi lễ trong đám cưới của người Trung Quốc khi cô dâu chú rể dâng trà kính chào mẹ hai bên. Theo phỏng đoán, mẹ của Mã Siêu dường như không hề yêu quý Chu Giang Nghê. Dù người đẹp đã sinh hai cháu nội đáng yêu cho nhà họ Mã, việc này đã khiến nhiều cư dân mạng Hoa ngữ bất ngờ. Nhiều người cũng tỏ ý bất bình với quan điểm cổ hủ của mẹ chồng Chu Giang Nghê. Thời nào rồi mà uống trà con dâu dâng mới chịu gọi con xưng mẹ, rõ ràng là không muốn nhận con dâu. Việc uống trà chỉ là cái cớ. Bao nhiêu cặp vợ chồng chưa làm đám cưới vẫn gọi bố mẹ chồng là bố mẹ đấy thôi. Ly trà chỉ là nghi thức, nếu có tình cảm thật sự thì chẳng cần làm gì cũng có thể là mẹ con rồi. Mã Siêu cũng bị chỉ trích vì đã đăng ký kết hôn nhưng vẫn chưa thể cho Chu Giang Nghê một hôn lễ danh chính ngôn thuận. Chu Giang Nghê sinh năm 1987, là diễn viên kiêm ca sĩ. Cô nàng bắt đầu sự nghiệp diễn xuất từ năm 19 tuổi và nổi lên sau một đêm với biệt danh Quỳnh Nữ Lang trong bộ phim Tân Một Thoáng Mộng Mơ. Kể từ đó, nàng thơ của Quỳnh Giao ngày càng khẳng định sự nghiệp diễn xuất thăng hoa dựa vào tài năng diễn xuất và nét đẹp sắc sảo. Diên Hy công lược chính là bước tiến ngoạn mục cho sự nghiệp của Chu Giang Nghê. Hóa thân thành mỹ nhân cổ trang, Chu Giang Nghê chứng minh nét đẹp kiều diễm vô cùng phù hợp với tiêu chuẩn phong kiến Trung Hoa thời xưa. Với nhan sắc thanh băng ngọc khiết, nụ cười thanh tú, nhan sắc của cô nàng luôn khiến người đối diện phải rung động. Tuy nhiên, trong suốt sự nghiệp, Chu Giang Nghê nhiều lần dính phốt IQ thấp, chảnh chọe, thậm chí còn bị phú sát hoàng hậu Tần Lam ghét bỏ. Trong chương trình Hành Trình Lãng Mạn Của Người Vợ, nàng Thuận Tần bị chỉ trích là mắc bệnh ngôi sao khi tỏ thái độ ra mặt với phóng viên, dù người này không hỏi câu nào quá đáng. Khi đối mặt với câu hỏi mà hầu hết các sao nữ đều được hỏi như làm thế nào để cân bằng vấn đề công việc và gia đình? Chu Giang Nghê đã nói, chẳng có gì phải cân bằng cả. Thế nhưng khi tham gia game show, nữ diễn viên lại tỏ ra lo lắng và than vãn rất nhiều lần chuyện không thể chu toàn được gia đình lẫn công việc. Thực tế, đây chẳng phải lần đầu tiên Chu Giang Nghê bị chỉ trích về thái độ của mình. Chính vì thế mà nhiều người cho rằng cũng không khó hiểu vì sao Chu Giang Nghê từng là nàng thơ của Quỳnh Giao nhưng lại mãi chẳng thể nổi tiếng được. Ngay từ khi mới bước chân vào làng giải trí, Chu Giang Nghê đã có nhiều tin đồn không tốt như không nhớ được lời thoại, không tập trung đóng phim, không chuyên nghiệp và từng khiến cho bạn diễn tức giận tới mức vài ngày không nói chuyện cùng. Được đóng vai nữ chính trong phim Quỳnh Giao và có nhiều diễn viên nổi tiếng làm nền cho mình. Nhưng vài năm sau, khi tham gia phỏng vấn, Chu Giang Nghê lại nói rằng quá trình quay không vui, chẳng học được gì cả. Khi quay bộ phim Tinh Trung Nhạc Phi, Chu Giang Nghê vì vấn đề cá nhân mà xin nghỉ và còn phát sinh mâu thuẫn với thư ký trưởng quay. Người này đã công khai bóc phốt cô trên mạng xã hội. Dù không nói rõ họ tên, người bị nói đến chính là nàng Thuận Tần. Ngoài ra, phú sát hoàng hậu Tần Lam, người đã hợp tác với Chu Giang Nghê trong Lại Thấy Nhất Liêm U Mộng và Diên Hy Công Lược cũng từng lỡ tay nhấn nút like bài viết chửi mắng cô nàng. Mặc dù đã nhiều lần hợp tác nhưng dường như quan hệ giữa hai mỹ nhân này lại như người xa lạ. Khi phỏng vấn cũng chẳng hề đứng cạnh nhau, chắc chắn phải có vấn đề gì đó giữa họ.